cho đi là còn mãi. Chuyện xảy ra đã gần 20 năm trước, khi tôi còn làm y tá của một bệnh viện trong thành phố nhỏ ở tiểu bang Arizona. Hôm đó, bệnh viện của tôi tiếp nhận một nhóm nạn nhân của một tai nạn xe hơi thảm khốc. Trên xe là 4 em học sinh, đều ở lứa tuổi 17, 18. Cùng đi về với nhau sau một bữa tiệc. Cậu lái xe 18 tuổi, say rượu và lạc tay lái, khi đang chạy quá tốc độ, tông thẳng vào một chiếc xe tải đang đậu bên đường. Nhờ có thắt dây an toàn, cậu lái xe và bạn ngồi cạnh tuy bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng hai em ngồi sau, một nam và một nữ, thì bị thương rất nặng vì không thắt dây an toàn. Em trai bị chấn thương sọ não và chết ngay sau khi xe chở em đến bệnh viện. Em gái hôn mê bất tỉnh, phải mổ cấp cứu, không biết có cứu được hay không. Thật đáng buồn, em trai tử vong là một em người gốc Việt, 17 tuổi, vừa tốt nghiệp trường phổ thông và đang sắp vào một trường đại học rất danh tiếng. Các em còn lại thì là người của các nước khác. Lúc đó tôi làm ở tại bệnh viện ở khu nội trú của bệnh viện. Bệnh nhân của tôi được giao đêm đó là một em gái 17 tuổi của tai nạn vừa kể trên. Một cô bé người ngoại quốc, đẹp hay không thì tôi không biết, vì cả khuôn mặt lẫn cái đầu tóc vàng của em đều tím bầm, sưng to như một trái dưa hấu vì những cú va chạm kinh khiếp. Em đang được mổ não khẩn cấp trong phòng mổ. Tôi bị kêu vào phòng họp gấp để nhận một nhiệm vụ quan trọng. Sau khi biết nhiệm vụ của mình là gì, tôi nhăn nhó phản đối. Tại sao lại là tôi? Đây là nhiệm vụ của bác sĩ mà. Tôi biết, nhưng người nhà của bệnh nhân không biết tiếng Mỹ rành lắm. Cô đi theo thông dịch cho bác sĩ và ráng van xin họ giúp chúng tôi, bà y tá trưởng năn nỉ. Qua một hồi bàn qua tính lại, tôi đành lê bước đi theo bác sĩ vào phòng chữa xác của em trai Việt Nam mới tử nạn, với nhiệm vụ là cùng bác sĩ năn nỉ gia đình người vừa mất, hiến tặng những bộ phận còn tốt trong cơ thể của em cho bệnh viện. Một em trai 17 tuổi đang khỏe mạnh nhưng chết vì tai nạn, là một ứng viên rất tuyệt vời để làm người hiến tặng, vì hầu hết các bộ phận trong cơ thể em còn rất khỏe, rất trẻ và rất thích hợp để cứu sống các bệnh nhân đang chờ đợi được thay thế các bộ phận trong người. Đó là lý do bệnh viện hết sức cầu xin gia đình. Vào thời gian đó, đối với người Việt mình, khái niệm hiến tặng bộ phận cơ thể còn rất mới mẻ. Nếu không nói là nếu không phải là cho người thân trong gia đình thì hầu hết ít ai hiến tặng cho những người không quen biết. Huống hồ gì chuyện cha mẹ đồng ý hiến tặng các bộ phận trong cơ thể của con thì hình như chưa hề xảy ra. Có cha mẹ nào nỡ lòng làm như thế? Mất con đã đau đớn lắm rồi. Chúng tôi gặp cha mẹ nạn nhân trong phòng đợi, trong khi người con đang chờ quyết định để rút tất cả các ống support bên trong. Tôi bắt đầu trình bày lý do, quả như tôi lường trước. Dù có van xin nài nỉ giải thích cách mấy, bác sĩ và tôi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu quẩy quậy, những ánh mắt oán ghét và những lời xua đuổi. Tôi lắp bắp xin lỗi rồi bước nhanh như chạy ra khỏi phòng. Phòng ICU rất vắng lặng vì ở đây toàn những ca rất nặng. Những y tá cùng trực với tôi đêm đó ai cũng bận rộn với bệnh nhân của mình, nên chỉ có một mình tôi ngồi tại phòng trực của y tá. Thường thì ở phòng nội trú mỗi y tá nhận 2 bệnh nhân cho một ca, nhưng đêm nay tôi chỉ nhận 1 ca vì một bệnh nhân mới chuyển sang phòng thường. Bệnh nhân còn lại là cô gái đang trong phòng mổ, nên tôi cũng rất là rảnh rỗi cho đến khi ca mổ kết thúc.
Bỗng nhiên tôi thấy hơi nhức đầu nên cúi gục vào lòng bàn tay một chút cho đỡ mỏi mắt. Khi tôi ngẩng đầu lên thì vụt một cái, thoáng như có một bóng người mặc áo trắng lướt thật nhanh qua mặt. Tôi đảo mắt nhìn quanh, không có một ai. Tôi vẫn thường thấy lao đao như vậy lắm, có lẽ tôi bị chứng bệnh thiếu máu kinh niên. Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa. Lần này thì thực sự có một bóng áo trắng đang từ từ tiến lại gần tôi. Tôi rậm đứng dậy để nhìn cho rõ thì thấy có một cậu bé thanh niên Á Châu rất trẻ, gương mặt xanh xao mệt mỏi đang đi lại phía tôi ngồi. Cậu đi nhẹ nhàng như lướt trên không vậy, xuất hiện trước mặt tôi không gây nên một tiếng động. Cậu nhìn tôi đôi mắt nâu hiền và ngây thơ đến nao lòng. Có vẻ như cậu đang bị lạc đường, chắc cậu đi nuôi người nhà bệnh nhân và lạc từ khoa khác sang. Thấy tôi đứng yên lặng không nói gì, thì một lát tôi có hỏi cậu bằng tiếng Anh: em cần gì, tôi có giúp được gì cho em hay không? Lạ thay, cậu trả lời bằng tiếng Việt: em đi kiếm đồ. Giọng của cậu nhỏ và thanh, nghe văng vẳng như từ một nơi xa xôi nào đó vọng về. Em bị mất cái gì à? Em làm rớt cái ví trong xe, trong đó có một món đồ rất quan trọng. Chị kiếm giùm em nghe chị, nhớ nghe chị. Không đợi tôi trả lời, cậu quay lưng đi thật nhanh và khuất bóng sau góc quẹo. Tự nhiên tôi có cảm giác lạnh buốt, cái lạnh từ trong xương lạnh ra, tôi rùng mình. Lạ thật, tháng 6 mùa hè ở cái xứ sa mạc nóng cả gần 100 độ, cho dù máy lạnh có mở cũng chỉ vừa đủ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lạnh cóng bằng cái lạnh của hiện tại. Đầu óc tôi quay cuồng và tiếp tục nhức. Chắc mình sắp ốm rồi, tôi tự nhủ. Sao tự nhiên cảm thấy lạnh và nhức đầu quá? Tôi đứng lên định đi theo cậu bé, nhưng rồi lại quá choáng váng ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Vừa lúc đó một cô bạn đồng nghiệp từ đâu đi tới, nhìn thấy sắc mặt tôi, cô la lên: Oh my god, trời ơi, sao cái mặt cô xanh lè xanh lét, thấy ghê quá. Cô có ổn không? Tôi thấy lạnh quá, cô đi lấy giùm tôi một cái áo lạnh được không? Cô bạn nhanh chóng đi lấy cho tôi một chiếc áo khoác blue mới được giặt ủi và hấp nóng. Tôi mặc vào, ngồi co ro mà vẫn còn thấy lạnh, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Tôi uống thêm 2 viên Tylenol. Một lát sau, tôi thấy từ từ dễ chịu và lại nghĩ đến cậu bé hồi nãy. Cậu ta là ai mà sao biết cậu ở đâu, đi kiếm cái xe gì và cái ví gì nữa? Cả khu ICU này chỉ có 6 phòng, hiện giờ 5 phòng có bệnh nhân, mỗi người nằm một phòng. Tôi xem lại danh sách bệnh nhân viết trên bảng treo trên tường, không có bệnh nhân nào người Việt. Vậy cậu ta đi từ khoa nào đi sang đây? Tôi đi lòng vòng với hy vọng gặp lại cậu bé, nhưng hỏi thăm những nhân viên quanh đó xem có ai có gặp một cậu bé người Á Châu hay không, thì ai cũng lắc đầu không biết. Thất vọng, tôi trở về khoa đúng lúc bệnh nhân của tôi đã được giải phẫu xong và chuyển về phòng ICU. Bác sĩ bảo em được cứu sống, nhưng đôi mắt sẽ bị mù vĩnh viễn vì chấn thương quá nặng. Chỉ một hy vọng duy nhất là được thay đôi mắt khác, em mới có thể nhìn thấy lại ánh sáng. Ba mẹ em ngồi trên giường trong khi em vẫn nằm thiêm thiếp. Ông bà yên lặng, chắp tay cầu nguyện. Tôi cũng không biết làm gì hơn là ngồi xuống bên cạnh và góp lời cầu nguyện trong lòng. Người mẹ buồn rầu nói: tội nghiệp chúng quá. Rồi đây Jane sẽ ra sao khi tỉnh dậy và biết người yêu của nó đã chết? Người yêu của Jane là cậu bạn Việt Nam ngồi chung xe hả bà? Tôi hỏi. Đúng vậy, chúng nó yêu nhau lắm. High school sweetheart mà. Hai đứa đều học giỏi và có tương lai. Thế mà chỉ qua một đêm, một đứa ra đi vĩnh viễn, một đứa trở nên mù lòa. Bà sụt sịt khóc. Tôi ngập ngùng. Bác sĩ nói là con bà còn có hy vọng thấy ánh sáng. Nếu... Vâng, tôi biết. Nhưng ở đâu ra có cặp mắt để thay kia chứ? Nếu đó là cặp mắt của một người sống cho con tôi biết chắc chắn nó sẽ không chịu nhận. Nó là một cô gái tốt, không bao giờ muốn làm khổ ai. Nhưng nếu đó là một cặp mắt của một người vừa mất thì hoàn toàn có thể dùng được.
Chỉ có điều, tôi bỏ dở câu nói vì tôi biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đừng bao giờ nên hỏi cha mẹ cậu bé Việt Nam thêm một lần nữa. Như đọc được ý nghĩ của tôi, bà mẹ thở dài. Cô y tá ạ, tôi biết nỗi đau của người mẹ mất con nó khủng khiếp như thế nào. Tôi không dám đòi hỏi gì thêm. Số phận con gái tôi đã bị mù thì tôi sẽ hết lòng chăm sóc nó. Con gái tôi cũng có nghị lực lắm. Tôi tin nó sẽ vượt qua. Xót xa, nhưng cũng rất xúc động trước những lời nói của bà, tôi nhẹ nhàng lắm lấy tay bà. Vừa lúc đó, một ông cảnh sát rảo bước tới, trên tay cầm một cái bọc giấy. Ông hỏi tôi, người ta chỉ cho tôi là có một cô y tá người Việt ở đây, cô nói được tiếng Việt chứ? Dạ được, ông cần gì? Tôi muốn nhờ cô đi với tôi đến gặp gia đình người tử nạn trong tai nạn xe chiều nay. Chiếc xe đã bị hư hỏng hoàn toàn trước khi bị xe cứu hộ kéo đi. Chúng tôi kiểm tra trong xe và tìm thấy một chiếc ví này rớt trong xe. Nó thuộc về người đã chết. Tôi muốn giao kỷ vật này cho thân nhân của cậu. Ví, xe, người tử nạn, những mảnh rời rạc của chiếc hình Patrol tự nhiên ráp lối lại với nhau một cách có trật tự. Tim tôi đập thình thịch và cổ họng tự dưng tắc nghẽn. Chân tôi bắt đầu run lập cập và tay thì nổi da gà. Sao giống y hệt những điều cậu bé Kiên vừa nói? Không lẽ mình vừa gặp ma sao? Tôi lắp bắp hỏi ông cảnh sát. Ông có thể cho tôi xem qua chiếc ví được không? Ông ngần ngừ một chút rồi nói. Cũng được, nhưng trong ví không có gì quý giá hết. Chỉ có tấm bằng lái xe và một ít tiền mặt thôi. Tôi tần ngần mở chiếc ví ra. Thật vậy, trong ví ngoài mấy ít tiền nhỏ chỉ có tấm bằng lái xe. Tôi tò mò nhìn vào tấm bằng lái và hoảng sợ làm rơi chiếc ví xuống đất. Trên tấm bằng là hình của cậu bé vừa đến gặp tôi ít phút trước đây, với khuôn mặt gầy và cặp mắt nâu trong vắt, thơ ngây như đang nhìn xoáy vào tôi, như muốn nói điều gì. Vậy ra cậu chính là người đã chết đó sao? Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng tôi. Tôi thầm thì nhắc lời của cậu bé khi nãy, trong ví có một vật rất quan trọng. Cô nói gì? Tôi lượm ví lên, mở ra xem và lật tới lật lui. Quả là không có gì khác ngoài vài tờ giấy 10 đô và 5 đô cùng tấm bằng lái. Tai tôi văng vẳng nghe tiếng cậu bé. Chị nhớ giúp em nhé. Chị nhớ nghe chị. Tấm bằng lái. Tôi nhìn kỹ vào tấm bằng lái một lần nữa. Đây rồi, vật quan trọng mà tôi cần tìm chính là chiếc bằng lái này đây. Trên bằng lái có tên, tuổi và hình chụp cậu bé. Còn nữa, nằm ngay ngắn ở góc phải của tấm bằng là cái sticker nhỏ màu hồng. Trên đó có dòng chữ Donor. Donor đó là tình nguyện hiến. Màu đen in đậm nét. Tim tôi đập thình thịch. Như vậy là chính cậu đã run rủi cho sở cảnh sát tìm thấy chiếc ví rơi trong gầm xe trước khi xe bị kéo đi. Chính cậu đã tìm đến tôi và đưa đẩy cho ông cảnh sát gặp tôi để mọi người có thể biết được ý nguyện của cậu. Thì ra ngay từ khi có bằng lái, cậu đã quyết định nếu có điều gì xảy ra với mình, cậu sẽ sẵn sàng hiến tặng các bộ phận còn tốt trong người cho tất cả những ai đang cần chúng, nên đã tình nguyện ghi tên làm người donor. Có phải cậu tìm đến tôi vì biết tôi là người chăm sóc cho bạn gái yêu thương của cậu đêm nay và muốn nhờ tôi tìm cách để trao tặng đôi mắt của cậu cho cô gái như kỷ vật cuối cùng? Tôi chỉ vào chữ donor và nhờ vị cảnh sát xác minh lại với trung tâm hiến tạng. Trung tâm hiến tạng sau đó xác nhận cậu bé Việt Nam đích thực đã ghi danh làm người tình nguyện hiến tạng. Nhưng đồng thời vị cảnh sát cũng thông báo ra báo rằng theo luật pháp, vì cậu bé mất khi cậu bé chưa được 18 tuổi nên quyết định cuối cùng cho hay không cho vẫn là quyết định của cha mẹ. Phái đoàn gồm các bác sĩ, cảnh sát cùng với tôi sau khi đưa chiếc ví lại cho cha mẹ cậu và thông báo về tất cả những sự việc trên cho họ. Trong khi chờ gia đình cậu bé bàn thảo với nhau, chúng tôi đều lui ra ngoài, đứng chờ. 5 phút, 10 phút trôi qua, một bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở. Rồi cha mẹ cậu bé cũng đã bước ra, người mẹ ôm mặt khóc trong khi người cha nghẹn ngào nói với chúng tôi. Thôi thì con tôi cũng đã muốn như vậy, chúng tôi xin nghe theo ý nguyện của cháu, xin bệnh viện giúp cháu làm tròn tâm nguyện, hãy giúp đỡ tất cả những ai đang chờ được giúp. Tôi bật khóc vì quá xúc động. Tất cả những người có mặt lúc đó đều khóc và cảm ơn cha mẹ cậu bé vì đã làm quyết định đau đớn và khó khăn nhưng rất cao cả này.
Cảm ơn ông bà, tôi thầm thì. Trên cao kia tôi biết cậu bé đang nhìn xuống và mỉm cười. Những ngày sau đó, có ít nhất cả chục bệnh nhân đang chờ thay thận, gan, tim đã được cứu sống nhờ được ghép những bộ phận trong cơ thể của cậu bé. Cô bạn gái cũng đã nhận được cặp mắt của cậu. Trên gương mặt trắng bóc và mái tóc vàng hoe, cặp mắt nâu trong veo luôn tỏa ra những tia sáng ấm áp dịu dàng. Đôi mắt như biết nói những lời yêu thương đến mọi người. Cậu bé đã ra đi mãi mãi, nhưng tình yêu quảng đại của em vẫn tiếp tục tồn tại. Ngay sau cái đêm gặp ma trong bệnh viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi về bàn với chồng và vợ chồng tôi đã cùng đi đến quyết định là ra trung tâm hiến tạng để ghi tên tình nguyện làm người hiến tạng. Nếu một mai có người nào phải ra đi trước, chúng tôi không muốn người thân ở lại phải suy nghĩ để làm những quyết định đau lòng thế cho mình. Cát bụi sẽ trở về cát bụi. Thế thì tiếc làm chi cái thân tạm bợ này. Nếu sau khi mình ra đi mà vẫn có một ích lợi cho người khác thì đó chính là một niềm an ủi và hạnh phúc vô biên cho mọi người chúng ta rồi. Trích nguồn của Diễm Vi. Bên lề chuyện này, tháng 12 năm 2017 là tháng sinh nhật lớn của gia đình tôi, vì vợ tôi và tôi đều sinh vào tháng 12. Năm đó tôi bàn với vợ về một quyết định tổ chức sinh nhật không giống bất kỳ một lễ sinh nhật nào, đó là việc hai vợ chồng sẽ đi làm thủ tục hiến tạng sau khi qua đời, với tác ý sau khi xả bỏ cõi tạm, nếu bộ phận nào còn có ích cho người khác thì y học sẽ được quyền tiếp nhận mô tạng để cứu người. Đúng ngày 22 tháng 12, nhóm chúng tôi gồm tôi, vợ, chị Tường Vân, Nhất Chi Mai và Ngọc Hà đã đến trung tâm hiến tạng quốc gia để thực hiện hạnh nguyện như cậu bé trong bài đã làm, với ước muốn cho đi là còn mãi. Trên đây là một phần các giấy chứng nhận hiến máu mà tôi đã làm. Tôi làm với một tác ý để giúp cho các bệnh nhân, những người ốm được nhận những giọt máu lành thiện của một cư sĩ tại gia, một người biết giữ gìn giới hạnh và nghiêm trì giới hạnh. Hy vọng với những giọt máu lành thiện này thì sẽ giúp cho tất cả những người bị bệnh, những ai khổ xin hãy hết khổ, người bệnh sẽ hết bệnh, kẻ sầu hết sầu bi. Đây là một phần trong những cái giấy chứng nhận hiến máu mà tôi đã làm. Nguyện cầu phước thiện thanh cao này sẽ giúp cho tất cả những ai mà có thể có sức khỏe để đi hiến máu và có tâm nguyện để hiến tạng sau khi qua đời, thì chúng ta sẽ có thêm động lực để đi làm những việc thiện nguyện như thế này. Nguyện bằng phước thiện thanh cao này, nguyện cho tất cả người được an lành, thoát khỏi mọi bệnh dịch, rủi ro và tai hại. Nguyện cho Phật giáo được trường tồn trên thế gian này.